hai ngày ngâm nước dưới đáy hồ. Chiếc iPhone X được tìm thấy bởi một nhóm thợ lặn chuyên nghiệp hôm mùng 10 tháng 8 vừa qua. Chiếc iPhone này thuộc về một nhân viên của công viên thể thao dưới nước ở Nottinghamshire ở Anh. Màn hình iPhone X vẫn sáng và có một cuộc gọi nhỡ. Một thợ lặn tìm thấy chiếc iPhone cho biết, theo chủ nhân của chiếc iPhone X, anh này đánh rơi nó xuống hồ hai ngày trước khi được tìm thấy. Đây không phải lần đầu các thiết bị của Apple cho thấy khả năng kháng nước rất tốt. Tuần trước, hai chiếc Apple Watch đã được tìm thấy ở độ sâu chừng 7,6 mét dưới đáy hồ ở Connecticut, Mỹ. Hai chiếc đồng hồ thông minh của Apple được cho là đã nằm dưới đáy hồ 2 tuần, nhưng chúng vẫn có thể hoạt động bình thường. Hồi đầu năm nay, một vận động viên lướt sóng cũng đã tìm lại được chiếc Apple Watch của mình. Nó vẫn sống sót sau 6 tháng kể từ khi bị rơi xuống biển. iPhone X được thiết kế chống nước ở độ sâu khoảng 1 mét, theo chuẩn IP67.